Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với câu 172 của bạn là Nguyễn Quang Anh. À, Quang Anh có hỏi rằng là hiện tại Genven có khóa học nào về database không ạ? À? Hiện tại em đang là sinh viên năm thứ ba học chuyên ngành, sắp sửa học về MySQL. Thì hiện tại ở trên Genven á, có một khóa học về phân tích cơ sở dữ liệu. Thì em truy cập vào menu là học offline nè. Và em tìm đến cái khóa học là phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu. Thì cái mục của nó nằm ở phần học offline, nhưng mà chúng ta học online vẫn được. Em xem ở phần đăng ký thì đây có cái thông tin khai giảng, cái giờ học là giờ nào. Thì á, đối với những bạn không ở Hồ Chí Minh thì các bạn khi mà các bạn đăng ký những cái khóa offline á, thì vào đúng giờ học, các bạn sẽ được cấp cái đường link để các bạn vào học online với các bạn khác. Thì đối với khóa phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu này thì cũng phù hợp với các bạn sinh viên, các bạn đang học về những cái môn như là phân tích cơ sở dữ liệu trong trường, cũng như là các bạn lập trình viên đã, đang và sắp đi làm. Thì thực chất khi mà chúng ta đi làm á, cái kiến thức về cơ sở dữ liệu, về phân tích, về thiết kế, viết những câu SQL, viết những câu truy vấn, rồi chúng ta tạo bảng đồ này nọ, rồi schedule, rồi viết checker rồi này nọ cũng khá là nhiều. Do đó thì anh cũng cung cấp cái khóa học này cho mọi người. Thì em có thể tham khảo cái khóa học ở đây ha.